Hoàng Vân và Quốc Hưởng xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Cao ráo là ốm chứ đâu có nghĩ là mập dữ đấy. Không nghĩ là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em rồi. Hôn cả em chạy mất. Mẹ ơi, con có phải không? Hôm nay á, chị Vân có thấy em hôm nay là em mang nguyên cái vườn hoa màu tím lên đây không? Xuất sắc, xuất sắc. Cái áo này gọi là cái gì? Đó là một vườn hoa băng xê. Vườn hoa băng xê màu tím đó. À, và hôm nay không biết rằng là cái chiếc ghế này nó có chịu đựng nổi Quốc Thượng hay không, hay là nghe những câu chuyện rồi nó sẽ khiến cho Quốc Thượng phải ngã rầm 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 ở đây. Thôi thì bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Thiện Tấn, năm nay 26 tuổi, làm nghề xây dựng. Nói nghe nè, có run hay không? Dạ, sao cũng hồi hộp chứ. Tại hồi đó giờ đâu có lên trên này đâu. Nhưng mà lên đây cái cảm giác như thế nào? Nói chung là run đó. Run hả? Cho một đàn pháo tay để cho anh ấy. Rồi, hết run chưa? Dạ, cũng hết rồi. Bây giờ còn em tên gì? Chào anh chị, em tên là Võ Ngọc Huỳnh Như, nay 26 tuổi, em là công nhân viên à. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng 4 năm là em có gọi điện thoại cho một đứa bạn học cùng lớp á. Rồi em mới gọi nhầm số của vợ em. Em gọi một lần à. Rồi khoảng một tháng sau rồi vợ em mới gọi lại cho em. Rồi lần lần rồi làm quen. Thiệt vậy luôn hả? Dạ. Dạ không, lúc đó thì lục đó thì anh bạn em coi á, thì vô tình thì thấy có lưu số mà không có lưu tên, không biết ai hết, thì hỏi lại thì mới biết là anh này vô tình là gọi nhầm số. Hai đứa mới nhắn tin qua lại. Dạ. Bao lâu thì gặp mặt nhau? Sau một tuần thì gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau thì em ấn tượng về cô này như thế nào? Thôi lúc đầu em nghĩ chắc cao ráo là ứng chứ đâu có nghĩ là mập dữ. Thôi gặp rồi. Thôi em chưa có chờ. Không phải, em muốn hỏi là lúc đó chứ bây giờ nó có khác nhau? Dạ cũng khác, hồi đó vợ em nó chưa có mập dữ. Nhưng mà so với em là quá bự. Chồng em có mập hơn được tí nào hay là vẫn ốm như ngày dạ, xưa? Dạ vẫn ốm như ngày xưa. Coi như là phọt chuẩn đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em thì nhìn anh ấy như thế nào? Dạ thì em cũng nghĩ là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em. Mà ai ngờ anh ấy ốm hơn em thì cũng hơi thất vọng. Nhưng mà cách nói chuyện thì nghe cũng dễ thương nên em cũng có muốn tìm hiểu. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Sau 4 tháng thôi anh. Nhưng mà cũng chưa nghe anh ấy tỏ tình nữa. Thì em cũng có nhắn tin hỏi anh này là sao anh không có tỏ tình với em sau 4 tháng quen nhau. Xong mà anh nhắn tin lại là anh thấy anh ngại, anh chưa có bao giờ tỏ tình với bạn gái trơn á. Với em ấy nói là bây giờ anh có muốn tỏ tình với em hay không, thì anh ấy cũng đồng ý. Nhưng mà ảnh kêu em là hướng dẫn cho ảnh đi. Trời ơi. Sao cái gì đâu mà là khơi gợi cho người ta chủ động luôn vậy. Vì em cũng có vạch kế hoạch là anh này sẽ mua hoa, dẫn em đi uống cà phê, tặng hoa rồi tỏ tình. Thế là ảnh cũng không có mua hoa, em cũng phải tự đặt hoa. Cái buổi tỏ tình nó hơi bị thất vọng. Ủa mà sao em đã chỉ rồi mà cũng có làm được như ý em luôn. Dạ. Ủa mà sao vậy Tuấn? Hồi đó giờ em không có tặng quà cho ai, với lại lần đầu tiên em chưa có hẹn hò ai. Vậy cái cảm xúc lần đầu tiên mà em nắm tay con gái là sao? Em run, em đau dám nắm. Đâu dám nắm đâu chị. Em lấy tay em nắm trước. Rồi đó. Sao đâu đi, em nắm cái tay nó sao đâu. Chứ anh đang chạy xe, em quay qua anh nắm gì nè. Anh chạy giật, anh chạy về nhà luôn. Trời ơi. Người ta đã chủ động, người ta nắm tay mình rồi thì mình nắm đi. Nghĩ sao nắm xong giật lại chạy về nhà. Rồi chạy về nhà làm gì? Đừng nói tôi chùm mình khóc. Rồi nếu vậy thì là hung nhau thì ai chủ động? Vợ. Hả? Em chủ động luôn. Rồi kỳ này chạy được không? Nắm tay còn giật ra được chứ. Dạ không? Sao giật? Hôn xong rồi. Hôn cả em chạy mất. Em chạy về nhà, ảnh chạy về nhà. Em chạy mất xác. Tại sao vậy cưng? Tại anh em đứng gần gái là em run. Ai rồi nhát vậy rồi sao cưới? Là quen lâu rồi mới cưới. Từ từ tìm hiểu. Hai đứa quen bao lâu? Dạ khoảng 7-8 tháng. 7-8 tháng. Lâu ghê. Lâu ghê. Ra lâu lâu. Lâu ghê. Thôi. Trời ơi, để tôi tét cái nữa. Bây giờ anh hỏi nè, lý do gì sao mà hai đứa lại đám cưới nhanh như vậy? Dạ. Bác sĩ khuyên hả? Dạ bác. Anh nói đúng rồi. Và đó là chưa có nghĩ là đám cưới sớm vậy. Mà vợ em hồi đó lỡ có bầu hả?
Em nghe tin vợ em có bầu, em lấy chồng, em bỏ anh chạy 3-4 ngày em mới dám về nhà. Không dám nói với mẹ luôn, anh nhờ em nhắn tin với bà chị dâu là nói giùm với mẹ là em lỡ quen bé kia nó có bầu, nhờ chị nói giùm. Rồi xong rồi khi nói với mẹ rồi sao? Thôi giờ lỡ rồi thôi con, em ráng em bù theo năn nỉ, năn nỉ cho nhà em xong rồi xuống năn nỉ với nhà vợ nữa. Cũng chưa cho cưới, phải bù theo năn nỉ hoài mới cho. Là lúc đó là bầu được mấy tháng thì cưới? Cỡ tháng mấy, 2 tháng. Nhưng mà lúc mà mẹ em biết là em có em bé thì lúc đó mẹ em nghĩ như thế nào? Lúc đầu mẹ cũng không mới cho, em còn đi học, bạn này quen cũng đi mới đi làm thôi, kinh tế cũng chưa ổn định nên là mẹ cho quen vậy thôi chứ không cho cưới. Thì em về em cũng giấu, em cũng không có nói. Em nói là mẹ ơi con muốn đám cưới. Vậy là mẹ cũng suy nghĩ mẹ không cho. Thì em viết lá thư, em bày tỏ tình cảm trong đó em viết. Nói chung là cảm động lắm. Câu cuối cùng mẹ ơi con có bầu không muốn cưới. Thì sau khi mẹ đọc xong nói chung mẹ cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà khi bên nhà chồng đi xuống nói chuyện thì đồng ý cho hai đứa đám cưới. Tới bây giờ mẹ của hai gia đình có còn trách móc hai chồng không? Em không biết nữa, hồi đó giờ cũng không nghe mẹ ba nói gì. Vậy bây giờ thông qua chương trình em có muốn nói gì với mẹ vợ và mẹ ruột của em không? Dạ con với Như cảm ơn mẹ bao ngày qua đã chăm sóc cho con của con và lo cho vợ con ăn học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn bà nội của bé Tú Quỳnh đã giúp đỡ cho hai vợ chồng trong những lúc khó khăn nhất và lúc nào cũng bên cạnh hai vợ chồng. Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã kết hợp cho hai vợ chồng con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thực ra thì ở cái thời điểm này, thời đại này thì cái vấn đề mà tuổi trẻ mà có những cái bồng bột như trường hợp của Tuấn với Như đây thì cũng không có ít. Em mong rằng là nếu mà mẹ của Tuấn và mẹ của Như, mấy chị mà xem cái chương trình này thì mấy chị cũng bao dung, lượng thứ cho các con với những cái lỗi lầm mà lúc tuổi trẻ các con còn suy nghĩ chưa chín, chưa tới nơi tới chốn. Cái điều mà mình đã có được bây giờ là vợ chồng các con hạnh phúc, cháu khỏe mạnh, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất cho tất cả những bà mẹ rồi. Bé Tú Quỳnh nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé Tú Quỳnh là 2 tuổi hả? Rồi bây giờ từ khi mà về chung sống với nhau mái nhà, em thấy Tuấn như thế nào? Có vỡ òa vì những cái tính xấu của ông không? Dạ có. Ngoài cái chuyện mà chạy mất dép. Còn các chuyện động trời hơn. Trời ơi. Anh không tin một cái người mà dễ rung, dễ rẩy như thế này mà có chuyện động trời. Nói chung là sau khi em sinh em bé xong thì do chị em đi làm công tác xa thì không ở chung với hai mẹ con. Hoàn toàn thì anh về thăm hai mẹ con em một lần. Thì vô tình lúc đó thì em lục điện thoại thì hết này đang nhắn tin với một bạn gái khác. Vậy em mới lấy số điện thoại của cái bạn gái đó. Bắt đầu em tìm hiểu giữa mối quan hệ anh này với cô ta. Xong rồi em hẹn gặp. Nhưng mà trước khi em gặp em cũng phải nói là em là vợ của anh này rồi, có con nhưng mà cô ấy cũng không tin. Thì cái hôm mà em với cô bé hẹn gặp thì em đồng thời nhắn tin cho chồng em là anh ơi hôm nay em lên em thăm anh. Thì cô bé kia cũng đồng thời nhắn là anh ơi hôm nay hai đứa mình uống cà phê nha. Hồi đó em thấy vợ em nhắn tin rủ đi ăn, em đâu có biết đâu. Em vừa chạy xe về em vô em thấy vợ em đứng đó, em vừa nhìn em cười em ngó lại em thấy con bé nó đứng đó luôn. Em bỏ em chạy về nhà đóng cửa lại. Em chui vô toilet em tắt điện em trốn kỹ em đó. Rồi cuối cùng sao? Sao anh muốn nghe cái hồi cuối. Anh đuổi em về, anh không cho em ở lại. Lúc đó cô bồ hiểu rằng đây là vợ của dạ. Người yêu mình đúng không? Nhưng mà giống như là cô ấy bị lừa. Chứ không phải là cô ấy lừa anh này. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em biết phát hiện chồng mình có bồ nhí. Trong đầu của người phụ nữ mà người vợ lúc đó phải nghĩ ngay đến cái chuyện là phải đánh ghen chứ. Trong tư tưởng em cũng có nghĩ đánh ghen đó. Nhưng mà suy nghĩ cái này là chồng mình ví dụ người ta chứ không phải là người ta dụ chồng mình. Nên là hai đứa em vạch kế hoạch ra để trừng trị anh này. Còn em này sau khi vợ về rồi em xử lý làm sao với cô đó? Vừa mở cửa ra thấy vợ em đứng rình bé kia thì khóc. Còn vợ em kêu sướng đời không chưa kêu sướng như tình giờ tôi sợ. Thôi mà để Hồng Vân dẫn đi chắc tôi đi vô luôn. Có nhà vô bụp đúng không?
Dạ không, em đi về để cho ảnh nói chuyện với cô bé đó. Thì nói chung là ảnh không có xin lỗi em. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Xin lỗi mới được 1 tháng. Có nghĩa vậy là gần 2 năm mà chưa một lời xin lỗi. Xin lỗi chưa? Dạ chưa. Rồi ông làm sao cho đúng cái lương tâm trách nhiệm của ông đi ông. Sẵn chương trình này ông xin lỗi vợ ông luôn đi ông ơi. Ông ẩu quá. Hồi đó giờ em gây ra biết bao lỗi lầm, với lại làm nhiều lần làm vợ thất vọng, nhưng mà nói chung là vợ cũng bỏ qua, cũng vui cười vậy. Rồi em thấy em cũng hạnh phúc, thấy cũng mãn nguyện. Rồi sao? Em cũng muốn cảm ơn vợ em nhiều lắm. Chưa thấy có chữ xin lỗi. Dạ. Anh xin lỗi vợ. Trời, anh lời nói là hành động sao? Em run. Không, nhưng mà Như có một cái cách hành xử về cái chuyện ghen tuông á, rất là hay, rất là văn minh. Cho nên sau cái việc đó là em cảm thấy yêu vợ em hơn đúng không? Dạ có, thấy yêu nhiều hơn. Đó, yêu nhiều hơn á. Bây giờ anh hỏi nè, em là cái nhân có tính xấu rồi đó. Bây giờ vợ em có gì xấu không? Ủa rồi xấu nhiều lắm. Tùm sò. Đó, đúng. Vợ em là trùm sò chúa luôn. Đi mua tờ báo đưa ra đúng có 5 ngàn. Mà em mua tờ báo đá 5,5-6 ngàn. Mà đưa cái tờ mua báo có 5 ngàn mà cho anh mua đâu mà 6 ngàn. Còn thấy mà em đi chơi hỏi anh đi đâu, cái đi uống phê. Đi gì đi hoài, sáng giờ đi hoài mà có đi đâu. Còn nhiều bữa mà em lấy xe em chạy ra quán cà phê ở nhà vợ em, em thấy chạy theo. Mà chạy ra đó em đi nửa đường em kêu ủa đi đâu đấy, kêu em đi mua cá viên. Không ai bởi sao em vừa vô quán em ngồi xuống em thấy đứng vì sao nên là chạy theo rình. Cái lỗi phải em vô đó em coi đá banh, còn ở đó là quán có nhân viên nam không mà không ăn. Em chị lủi thủi chị đi về thôi. Chị quê chứ lủi thủi chị đi về. Ngoài cái chuyện mà đi rình đó thì vấn đề hình thức của anh á, em có em có cái cách xử lý nào không? Em không có châu chú cho ảnh. Đi chơi đâu bắt em mà có quần đùi đến đây mà hai cái chân lên chút xíu. Nó hiểu anh. Mang dài không cho mang. Mặc quần dài không cho, bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Nhiều bữa em mang vợ em đi làm không, là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mang, ví dụ em hỏi chừng hỏi mấy giờ vậy? Mấy giờ em hụt về. Vợ em nói 9 giờ là em lo em phóng vô trước. Làm về nó cao em. Vậy là bữa nay em hạnh phúc lắm nè đúng không? Vì cũng mặc đồ rất là đẹp nè đúng không? Cũng may có sự can thiệp của ban tổ chức chương trình chúng tôi, chứ mà không là bà vợ mới cho ông chồng này mặc quần xà lỏng sao lên ngồi đi. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt keo kiệt. Keo kiệt quá. Còn cái tính gì mà lục lọi lớn. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được ấy. Nhiều bữa em ghét, em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần. Khuya chị nhẹ 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 em bờ quá. Chị bờ qua chị rút ra cái em nhớn qua lại cái chị nằm im. Nằm im mấy hồi em chạy đòi em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm. Em mở mắt ra em gãi ra chị thuộc xuống thì nằm im. Cái tính lục lọi. Tính này lục lọi sao? Em nhiều lần em nói em kêu nó thì anh làm gì đó tiền thì em thích coi thì em coi chứ làm gì thế lục lọi. Cứ mỗi lần mà anh chờ đòi em vô tôi lấy bỏ cái bốp đó em ra ngồi là ở trong đó là nghe xẹt xẹt rồi. Vậy là bây giờ mong muốn là bớt lục lọi đúng không? Mà có ước mơ là vợ cho mặc đồ đẹp không? Là em thấy vợ thích em mặc gì em mặc cái đó. Vậy chị hỏi em này nè, ví dụ bây giờ đổi ngược lại, em ở cái vị thế của chồng em. Dạ. Còn chồng em là giống như em, có quản thúc em y chang vậy á, thì cái cảm giác của em thế nào? Đi ra đường cho nó mặc xà lỏng thôi cho chị. Con gái thì không mặc xà lỏng, mặc cái đầm ngắn thôi, hoặc là mặc cái gì đồ bộ mà nó cũng tơi ngắn tờ tơi tả vậy đó ha. Rồi tiền á mua cái gì đó là 6 ngàn chẳng hạn, em cho 5,5 ngàn thôi một tuần lễ, thử em coi em chịu nổi không. Dạ. Em suy nghĩ đi, liệu chồng em nó có thể chịu đựng được 20 năm nữa, 30 năm nữa không? Chị chỉ có một lời khuyên như vậy thôi. Còn cái điều tiết như thế nào thì tùy hai em tính. Ha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Đã mang đến niềm vui vỡ òa cho trường quay. Mặt rất thì ngầu ngầu, mà đi thì đi xe xác 7. Rồi ok, cho vô danh sách liền. Em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Xin
mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. À, em tên là Huy Toàn, hiện em đang làm công việc ở bên cơ khí. Toàn làm bên cơ khí. Dạ. Còn em? Em là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi, hiện là em là nhân viên kế toán ạ. Rồi, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Đó là em mới được ra trường, em vào khu phòng trọ đó em thuê. Sau vài ngày sau thì vợ em mới xuất hiện và bắt đầu là vùi dập em. Vùi dập gì? Là tại vì á, em nhìn thấy tóc của anh dài lắm. Xong rồi anh để cái chùm râu dưới đây nè. Nhìn giống như bữa đời á, mặt á thì ngầu ngầu, mà đi thì đi xe 67. Thành ra là lúc đó là em cũng sợ lắm. Thì ở được 6 tháng á, không biết là Nhung có cái vấn đề gì mà tự nhiên đang đi học xong lại đi làm thêm. Mà làm thêm đặc biệt là làm thêm khuya nữa. Tới 12 giờ khuya mới bắt đầu lại về. Xong bắt đầu thấy cô này có vẻ xiên xiên. Là sinh viên mà đi làm nữa là lo lo tương lai cho mình cũng hợp lý, cũng giống mình thích vậy. Rồi ok, cho vô danh sách liền. Đây là hợp ấy, chọn liền. Rồi bắt đầu là tiếp cận. Hỏi em đi làm tối làm đâu vậy, làm gì mà thấy không nói. Không nói là không nói. Bây giờ không nói thì mình không hỏi nữa, mình hành động luôn. Theo dõi. Đi theo. Theo dõi tới cái lúc mà phát hiện ra là làm phục vụ ở một cái nhà hàng ở trên quận 1 á. Thì lúc đó là em mới bắt đầu là lên kế hoạch. Em đi làm về là 5 giờ bắt đầu là em gửi xe. Xong rồi em đi bộ khoảng 2 cây số ra xe buýt. Rồi em bắt xe buýt em đi xuống tới cái chỗ vợ em làm việc là khoảng 15 cây số. Và em cứ đi vòng vòng trước cửa tiệm đợi tới 12 giờ. Thấy là bắt đầu chạy tới đứng ngay trước cửa, đứng trước mặt rồi. Quá gian hả? Mình gài vô cái thế là bắt phải là trông chở. Em thì sao? Lúc đó? Lúc đó thì em cũng ngạc nhiên đấy. Ủa? Anh, em đâu có nói anh biết chỗ làm của em đâu, sao anh lại vậy? Cái nói biết là được rồi. Xong bây giờ có cho Giang về không? Em thấy cũng tội, nghe em cho Giang về. Cái cứ như vậy đó chị, mà mặt lì tí. Quá gian về trong bao nhiêu lâu? Dạ 9 tháng chị, tới em nghĩ cái gì? 9 tháng em phải chở cái con người này về được không? Em chở chứ. Em có phát hiện không mua đó chị, không tới, luôn. Bao giờ thì em mới biết? Tới lúc mà chính thức quen nhau này kia rồi ảnh mới kể cho em nghe là lúc đó anh vậy 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 đó. Thành ra là khi mẹ em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Yeah. Vậy thì bây giờ đã lấy nhau rồi, vợ em có đối xử tốt với em không? Tốt, nhưng mà tốt theo kiểu bổn phận của vợ thôi, cho vui vậy thôi. Chứ còn mày thật sự để quan tâm tới mà suy nghĩ của chồng thế nào thì chưa thấy. Ủa sao em lại nghĩ vậy? Ủa vậy là sao vậy? Vợ em cái tật xấu của vợ em là gì? Lừa biếng làm việc nhà. Nếu như thật sự là cho em lựa chọn lại thì chắc em phải cân nhắc trước khi cưới. Trời ơi. Cái lúc mà đang quen á, vợ em là chủ động nấu cơm, treo trước là em ra em cứ nhậu hết đi làm. Nói chung là không cho đi ăn ngoài hết. Nhưng mà cưới xong về là bắt đầu là nấu cơm á, là từ 7 buổi bắt đầu giảm xuống từ từ. Cưới nhau là một năm mấy rồi thì bây giờ là chắc ăn cơm chung một tuần chắc được là giảm xuống một cách bất ngờ quá, làm cho em dễ như bị sốc. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước á, cái khoảng thời gian nghỉ ở nhà nhiều á, thành ra không có chuyện gì để làm hết. Thành ra là em có thời gian để em nấu nướng này kia. Sau khi mà cưới nhau thì tụi em cũng đi làm, công việc này kia nó nhiều hơn quá. Dạ nó nhiều với lại áp lực á, thành ra em rất là mệt. Mệt nữa là không thể nào mà ngồi dậy nổi luôn á. Cái đó là vậy biện minh thôi. Biện minh thôi. Tại vì chồng em nãy nói một cái câu rất là chạnh lòng là sau khi lấy nhau về rồi á, cái sự quan tâm của em đối với chồng, cái đối xử tốt á là mỗi sự bổn phận. Phải vậy thôi chứ không phải là do từ trong một cái bản năng là đây là cái người mà mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc. Thì cái cách nói của chồng á thấy có vẻ rất là tủi thân, rất là buồn. Em có cảm nhận điều đó không? Mà có phải như chồng em nói không? Có nghĩa là bây giờ làm vì bổn phận không? Dạ chắc nếu mà anh nói thì chắc cũng đúng. Tại vì em ít quan tâm ảnh hơn lúc mà mới quen nhau. Nhưng em yêu chồng em không? Dạ có. Rồi còn về em cảm giác chồng em còn đối xử với em giống như ngày nào không? Có một cái là lúc trước á, ảnh cũng như em chia sẻ cái tâm sự của mình á cho ảnh về công việc hay gì đó, tất cả mọi thứ, gia đình này kia, bạn bè, thì ảnh chia sẻ với em nhiều lắm. Cũng như ảnh khuyên này kia, em phải làm như vậy. Có nghĩa là chịu lắng nghe em. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ? Nhưng mà cưới xong về á, bây giờ ảnh không có lắng nghe em nữa. Mà ảnh nói lý, giống như là dạy em chứ không phải là chia sẻ của một người chồng với một người vợ. Đúng rồi, dạy dỗ. Và em không muốn tâm sự nữa. Dạ đúng rồi. Kiếm một người đồng cảm mà không, người đó không đồng cảm với mình. Mà lại quay qua lại bắt bẻ em là tại sao em làm việc không có kế hoạch, tại sao em lại như vậy, tại sao em không chịu nói với sếp em, tại sao em lại không nói với bạn tại sao như vậy. Tại sao? Dạ. Trước cái buổi này nè, ở nhà vợ chồng em có
có chia sẻ với nhau về cái điều em vừa nói hay không? Dạ không. Và thật sự là cảm xúc bây giờ nó, tụi em muốn nói về cái sự thật như vậy đó. Rồi bây giờ sau khi em nghe cái tâm sự của vợ em, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Dạ thì em cũng cảm nhận là do cái thời điểm này á, là em có bị công việc nhiều quá, với lại em muốn khẳng định, em muốn tạo ra một cái điểm nhấn gì đó trong sự nghiệp của em, cho nên em tập trung vô quá. Và đôi khi em, khi mà em xong công việc đó rồi thì nó đã lệch giờ với vợ em, lúc đó vợ em ngủ. Hai vợ chồng nói chung thời điểm này là không có tiếp xúc với nhau nhiều. Có dạ, con chưa? Dạ chưa. Chị muốn hỏi em nữa nè, bao lâu rồi thì em không còn chia sẻ gì với chồng em nữa? Dạ cũng khoảng hơn nửa năm. Rồi khi em không chia sẻ được với chồng em làm gì? Em để trong bụng chị. Em để trong bụng em phải xả ra chứ. Dạ không. Thường em có tâm sự với bạn em không? Tại vì lúc trước á là cái tính cách em nó hoàn toàn khác với bây giờ. Là lúc trước em rất là vui, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ em đều dồn hết. Cũng như khi kể nhau cũng vậy, em không có nói là tại vì tại sao tại này kia, thì ảnh cũng như ảnh nói ờ em sai vậy thì em cũng chấp nhận em sai thôi, không tranh luận lại. Dạ đúng, đúng không? Có nghĩa là em chấp nhận cái phần mà gọi là ừ em là như vậy em thua, đúng không? Em chấp nhận cái điều đó. Tại vì em không có nói lại ảnh. Em là không tranh luận lại chồng em. Dạ. Tại vì ảnh cái từ ngữ của ảnh nó nói chung là phong phú hơn em nhiều. Em thì cái tính em thì nó cọc, thường thường là em nói thẳng vào vấn đề thì ảnh hay chia sẻ theo góc độ giống như người lớn mà dạy cho người nhỏ vậy. Thành ra là lúc hơi áp đặt một chút cái dạ, cảm nhận của em là như vậy đúng không? Hôm nay em thấy những giọt nước mắt của vợ em á, em nói thiệt đi, bây giờ em đang nghĩ cái gì? Dạ thì chắc cái việc đầu tiên em muốn làm nhất luôn á là em sẽ về nhà em sẽ đọc một số đồ mà đang làm cho em phải xa vợ em. Ví dụ? Giống như máy tính, để cho em không có một cái phương tiện nữa để tiếp xúc với những cái mà tạo khoảng cách với em bây giờ em nữa. Cảm xúc này là một cảm xúc thăng hoa, một cảm xúc san sẻ, gọi là đồng cảm cộng hưởng của hai vợ chồng. Nhưng cái phương pháp em đang suy nghĩ trong đời em làm là sai. Bên cạnh em có thể có 10 cái máy tính, nhưng cái đầu của em, trái tim của em dành cho vợ em thì tất cả những cái đó là con số không hết. Yeah. Em đập mất công đi mua lợi nữa. Cho nên rằng á, chị rất tin cái cảm xúc vừa rồi của em là cảm xúc thật. Em đã ngộ ra được một cái điều gì đó mà từ lâu rồi vợ em không chia sẻ với em. Và bản thân em không cảm nhận được cái điều mà vợ em từ 4 năm tháng nay là đã chôn giấu ở trong lòng. Yeah. Đúng không? Thì bây giờ là tụi em hiểu nhau rồi đó. Chị nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất là thăng hoa của vợ chồng em. Xin vỗ tay là một lần. Bây giờ mới vỗ tay nè. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn tỏ tình ở đâu? Vợ chồng Tuấn Như tỏ tình ở đâu? Quán cà phê, công viên. Rồi chết quát luôn. Còn hai bạn nè. Ở đâu? Rồi. 2, 3. Trên xe máy, không có. Rồi, không có luôn. Quán tô xì riêng, hai cô dâu xinh đẹp. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, xong. Bên này được quyền chọn màu nào? Em chọn màu đỏ. Màu đỏ, còn em? Màu vàng. Màu vàng. Chị màu xanh đi. Màu xanh. Em màu hồng. Em qua đi. Anh với chị Vân sẽ là người mở trước nha, để coi ai dính miếng cước chùi nồi nha. 1, 2, 3. Rồi xin mời hai cặp vợ chồng này chúng ta mở. 1, 2, 3. Mở. Rồi. Là chúc mừng cặp vợ chồng Tuấn và Như. Chúng ta đã nhận được miếng cước chưa nói. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản xin nói lời tạm biệt.